Thank you, anh. Thank you, anh. Trận vừa rồi, anh có cảm nghĩ gì, anh Trần? Tôi rất là happy. Tôi rất là love ban tổ chức. Mặc dù tôi say xỉn nhưng mà tôi vẫn anh uống mấy bao nhiêu chai bia ngày hôm qua mà anh đánh hay vậy? Thường dân nhậu có câu là nhậu không đếm, đưa là vô. Bên kia nó đều hơn và sao chị anh? Đâu phải mình đều hoài đánh mà cũng có hư chứ, đúng không? Bên kia đều quá. Tuấn Huế, em nghĩ sao về cái tournament kỳ này? Quá vui luôn, quá đông đủ, rất là professional. Anh em gặp được nhau có nhiều tâm hồn. Vui là được rồi. Quá vui. Nhưng mà kỳ sau Tuấn phải tham gia nha, tại vì kỳ này là bận nhưng mà kỳ sau là chắc chắn phải tham gia đúng không? Ok, alright, thank you. What do you think about the tournament this time? Pretty good. Yeah? You like it? Yeah. How do you like it? All friends, you know? All friends? Yeah. Get together, have fun? Yeah, have fun. Alright, okay, good. Yeah. Thank you. Rồi, anh có nhắn gửi gì cho những player mà đi vào vòng kế tiếp không? Ồ, thì mình hy vọng là tất cả mọi người có thể được vào chung kết để mà chung vui cho mọi người. Vậy à, rồi, cảm ơn anh. You can break rocks, you can be a master. Don't wait for luck, go
dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame. Walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records that never could be broke. Do it for your people, do it for your pride. Never gonna know.